Ok, hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gá đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mod cực kỳ thú vị cho Minecraft luôn. Và dành cho những bạn nào thích chiến đấu cũng như là đi phiêu lưu á, thì mod này sẽ cho chúng ta cái gì? Nó sẽ thêm cho chúng ta những cái công trình kiến trúc về những cái lồng spam á mọi người. Có nghĩa là chỗ đánh quái á. Đấy, thường thì Minecraft chỉ có một cái đung trần, có nghĩa là cái đung trần ô vuông ở dưới lòng đất á mọi người. Thường đó nó có lồng farm cũng như là dương thượng đúng không? Nhưng mà lần này thì không phải một cái đó không đâu. Lần này chúng ta sẽ thêm rất là nhiều thứ vô cái thế giới của chúng ta luôn. Và ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ đi khám phá và test cho mọi người xem nha. Ok, mình đã phát hiện được công trình đầu tiên rồi mọi người à. Đây, nó là một cái hình quả cầu mọi người à. Phía trong thì nó sẽ có một cánh cổng địa ngục, cũng như là nó sẽ có thêm lồng đèn địa ngục, có nghĩa là lồng đèn linh hồn đó mọi người. Đấy, rồi mình sẽ khám phá cho mọi người xem nha. Mình sẽ uống thuốc thở nước cũng như thuốc nhìn trong bóng tối để mà nhìn rõ hơn nha. Đây, các bạn nhìn kỹ là ui dưới đây có zombie biển á mọi người, các bạn xuống đây nhớ cẩn thận nha. Và phía trong thì nó sẽ có một cái cánh cổng địa ngục như vậy nè các bạn, nó sẽ có lồng farm mấy con zombie biển nên các bạn cẩn thận nha. Ui, mấy con zombie biển này nó không phải là nó bình thường nha mọi người, mấy con này nó còn cầm thêm cả một cái rìu vàng rất là mạnh luôn á. Đấy, rồi các bạn thấy nó đánh mình chưa? Ui, và ở đây có chest nha, đấy có chest rất là nhiều đồ luôn. Wow, những bạn nào mà thích chơi Minecraft mà kiểu phiêu lưu á, mà kiểu sinh tồn mà muốn có nhiều thứ hơn á, thì mình nghĩ là cái mod này rất là thú vị luôn. Đây, các bạn thấy đúng không? Tụi này cầm rìu vàng đánh không khác gì con Bitlin mà cầm rìu á mọi người. Đấy, các bạn biết nó không? Mạnh vãi nồi luôn. Đó, mình nhìn kỹ ra cho mọi người xem nè. Cái lồng này thì nó dùng gỗ địa ngục nha mọi người. Đây, thấy gỗ địa ngục nè. Lồng đèn linh hồn nè. Tụi này thì nó cầm rìu vàng thì khỏi nói đúng không? Mạnh rồi. Các bạn xuống đây nhớ mặc giáp mạnh nha. Và phía trong nó có hắc diện thạch. Nói chung là một cánh cổng bị treo mọi người thấy không? Có dây xích treo lại cánh cổng nè. Đó, rất là thú vị luôn. Wow, một công trình quái vật đầu tiên mình phát hiện ở phía trong. Ở phía bên này thì nó có cả san hô rất là đẹp luôn. Trời, tuổi hoặc biết trang trí à. Và vào đây nếu mà các bạn muốn farm zombie biển á thì nó có lồng spam sẵn đây luôn. Tại vì Minecraft thường thì không có lồng spam zombie biển đâu nha mọi người. Chỉ có mod nó cho chúng ta được thôi. Đấy, rồi các bạn thấy như thế nào, thú vị lắm không? Rồi bây giờ chúng ta đến với công trình tiếp theo nha. Công trình tiếp theo đó chính là bộ xương khổng lồ trên sa mạc nha mọi người. Nếu mà thấy công trình này các bạn sử dụng cúp cho mình, tại vì công trình này có vàng á. Rồi các bạn thấy đây là một bộ xương rất là to luôn. Mình không biết đây là của con gì, các bạn biết con gì thì nhớ comment cho mình nha. Mình nghĩ đây là một con rồng. Ở cái đầu nó có hai cái sừng này, với lại thân hình thì nó có thêm cái đuôi, khá là kỳ đúng không? Và nhìn nó đẹp vãi nồi luôn. Đấy, mình rất là thích cái công trình này mọi người. Nếu mà nó có trong Minecraft thì chắc là tuyệt vời đúng không? Và các bạn thấy không, mình có thêm tiến trình phát hiện công trình này đó. Mới hai cái thôi. Hồi đấy cái kia là cái dưới nước, và cái này là cái xương này đó. Và bạn nào thiếu xương thì có thể tới công trình này để lấy nha. Đấy, rất là to luôn. Ui, và mình sẽ đào ở phía trong. Đấy các bạn thấy chưa, có vàng và lồng spam hết nên các bạn cẩn thận nha. Đây mình đào này đó, rồi đào vàng để xem là có bao nhiêu cục vàng nha. Thì công trình này nói chung là nó cũng không nguy hiểm bằng cái công trình đầu tiên mình phát hiện đâu mọi người. Con host thì nó bình thường thôi đó. Với lại ban đêm thì nó mới spawn nhiều quái vật, còn ban ngày thì nó có ánh sáng á mọi người, nên là tụi này nó không spawn ra được đâu. Đấy, các bạn yên tâm. Ồ, rất là vĩ đại đúng không? Một công trình vĩ đại, một bộ xương khổng lồ của một con vật gì đó thì mình chưa rõ. Đấy, lại được nhiều vàng đây. Ui, hai stack vàng nha mọi người, gần hai stack vàng luôn, quá là đỉnh. Rồi chúng ta đến với công trình tiếp theo. Công trình tiếp theo thì kế bên công trình đầu rồng luôn mọi người à. Công trình này rất là ven đấy, mọi người sẽ nhận ra ngay. Đây, tòa tháp quái vật trong Hexit cũng như là những mod bách khác đúng không? Thường các bạn thấy mấy youtuber mà hay chơi mod bách á, người ta thường vô cái kiến trúc này để mà người ta chiến đấu cũng như là lấy vật phẩm này. Nhưng mà cái này nó khác nha mọi người, khác nhiều với lại cái công trình ở Hexit hay là mấy cái mod bách khác nha. Trong này có gì thì mình cùng các bạn khám phá nha. Nó có đường lên đấy, chắc chắn rồi. Ở đây thì có lồng spam bộ xương đó. Tại vì mình đang ở chế độ bình yên, các bạn yên tâm đi, mình không đánh nhau đâu. Nói chung là mình chỉ là thám hiểm thôi. Ở đây có chết nè mọi người. Chết thì nó có nhãn ghi tên, xương cùng với lại là có cả khoáng sản luôn. Nếu mà mình không chơi chế độ bình yên thì chắc nãy giờ mình cũng bị quái vật tấn công nhiều rồi. Đó. Đấy, càng lên cao thì không biết là có đồ ngon giống như trong kiểu Hexit hay không nữa. Wow, bảo vệ khối lửa 4 này, ngon thật sự luôn á. Càng lên cao hình như đồ nó càng ngon mọi người ạ. Và hình như là tòa lâu đài này chỉ có bộ xương thôi mọi người. Ở đây nó có một cái tủ này, lại sách bảo vệ này. Wow, quá nhiều đồ ngon luôn mọi người. Ui, có cả Emerald, màn da Phantom, cùng với lại một cái bản đồ báo vật mọi người ạ. Ôi, ngon.
Ở trên đây thì có lồng spam con quét nha mọi người, nên rất là nguy hiểm. Bạn nào mà muốn chiếm cái tòa lâu đài này, mình nghĩ là cần một bộ giáp rất là mạnh luôn á. Rồi, thì nó có như vậy luôn. Thôi, mình sẽ lên trên tiếp nha mọi người. Lên tầng trên coi thử là nó có gì không. Phía trên này thì nó có một cái chỗ triệu hồi tòa tháp Hero Pride. Oh my god, các bạn nhớ cái vụ triệu hồi như vậy không? Chắc các bạn nào mà ngày xưa mà hay xem mình cũng biết cái vụ triệu hồi Hero Bay nó y chang như vậy luôn mọi người. Thường á là đặt đuốc redstone xung quanh này đúng không? Vàng đúng không? Cùng với lại một cái đầu Hero Pride, các bạn sẽ triệu hồi được Hero Pride. Wow, thật là kinh khủng. Hiến tế, hiến tế. Đấy, lên nói chung là nó chỉ tượng trưng thôi, thực chất là nó không có triệu hồi được nha mọi người. Ở phía trên này chúng ta có 9 cục vàng nha. Đấy, 9 cục vàng. Rồi ở dưới thì nó có đương thưởng, các bạn cũng biết rồi, đúng không? Đây cũng là một công trình phải nói rất là ngon luôn mọi người ạ. Đấy, nên các bạn cũng lên đây cũng phải cẩn thận nha, phải giáp mạnh nha mọi người. Thôi là bị tụi này nó giết ấy, tại trong này toàn là skeleton cùng với lại con vét nữa. Con vét là một trong những con mà khó giết nhất luôn á mọi người. Đó, đây là công trình gọi là gì ta? Cái cột tối thượng à. Đây, chắc mình nghĩ đây là cái cột của Hero Pride. Đó. Rồi, chúng ta đến với công trình tiếp theo. Ok, công trình tiếp theo đó chính là tòa tháp của nữ hoàng Elsa. Đùa thôi, nói chung là tòa tháp băng mọi người. Họ có thể gọi là sao gọi là tòa tháp được, cái này gọi là lâu đài băng mọi người. Lâu đài băng nha chứ không phải tòa tháp, mình nhìn lộn á. Thì ở đây có gì thì mình cùng với các bạn khám phá nha, chứ mình đâu biết cái gì, mình đâu có biết trước trong này có gì đâu. Ok, mình đâu phải là nhà thiên tài hay nhà thiên chi gì đó, mình có biết cái gì trong này đâu, nên là mình cùng các bạn khám phá thôi. Ok rồi, phía trong này nó có gì thì tất nhiên có lòng spam mọi người. Ở đây thì chúng ta có lòng spam stray nha. Khá là tối, mình cũng không có đuốc, mấy bạn thông cảm nha. Đấy. Rồi, phía trên nó có cầu thang đi lên nè. Mình không biết là nó có chết hay là gì không, mà mình chỉ thấy có lòng spam con stray thôi. À, có chết nè mọi người. Các bạn lên cao thì nhớ để ý nha. Trên đây nó có một cái chết, hai cái chết luôn. Nó có cái gì? Wow, may mắn ba này. Có cả bóng tuyết với lại là băng. Chai kinh nghiệm. Ở đây thì có một cái lòng spam của con stray luôn mọi người ạ. Đấy, nói chung là băng mà, nên là con stray nó phải spam thôi. Bảo vệ sát thương khi rơi cũng khá là ngon mọi người ạ. Nói chung là vô đây là chủ yếu là lấy mấy cuốn sách ra mà ngon thôi mọi người. Toàn là sách bảo vệ ngon ngon không à. Đấy, ây da trời ơi, trơn quá mọi người. Rồi chúng ta đi ra bằng lối này. Lối nào mà có ánh sáng thì chúng ta đi lối đó nha. Đấy, chỉ có một lối đi vào với lại một lối đi ra thôi. Đây chính là lâu đài băng nha mọi người. Ở phía trong thì có stray cũng là chết nha, cũng như là toàn là băng. Rồi chúng ta đến với công trình tiếp theo. Công trình tiếp theo đó chính là hang bọ hoang nha mọi người. Ở đây thì các bạn biết hang rồng nghìn năm không? Nó khá là giống hang rồng nghìn năm á. Và ở đây chúng ta có vàng, nói chung là khoáng sản á mọi người. Lòng farm của một con husk và có chết. Ở đây chúng ta cũng có những cuốn sách rất là ngon luôn, cùng với lại bản đồ nha mọi người. Mình không biết đây là bản đồ gì, mình nghĩ đây là bản đồ truy tìm kho báu, chắc là vậy á. Và có rất nhiều khoáng sản xung quanh luôn. Ở đây thì nó liền kề với lại một cái khu mỏ bò hoang mọi người. Đây, đó, hầm kia gọi là gì ta? Hang động bỏ hoang hả? Chắc là vậy. Rồi, bên đây thì có lòng farm skeleton, một chiếc tá vàng. Nó giống như là một cái đung chành kiểu mở rộng hơn thôi mọi người. Đung chành Minecraft bình thường các bạn biết không? Đấy. Và nó có ba hầm luôn. Giáp ngựa, kim cương. Rồi zombie. Rồi ok, thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Ok, các bạn thấy những kiến trúc này như thế nào? Đấy, nếu mà các bạn muốn thế giới sinh tồn của bạn sinh động hơn, hay là muốn kiểu đi phiêu lưu nhiều hơn trong thế giới Minecraft sinh tồn của mình á, thì các bạn nên cài cái mod này. Mình nghĩ đây là một mod rất là thú vị luôn. Đấy, các bạn thấy cũng thú vị đúng không? Ok, còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Mình mong là các bạn like mạnh video này để mình có động lực gặp tiếp các video khác nha. Bye bye. Anh hùng trong